kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Luật sư Doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, còn nhớ cuối quý 1 năm 2018, tổ công tác của Thủ tướng đã làm việc với 16 bộ ngành và ở thời điểm đó thì các bộ hầu như chưa có động thái gì trong việc trình phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh, làm dấy lên mối lo rằng liệu mục tiêu năm 2018 cắt giảm 50% số điều kiện kinh doanh có thể hoàn thành được hay không. Tuy nhiên, có thể nói, bước sang quý 2 năm 2018, công cuộc cắt giảm điều kiện kinh doanh đã trở thành một làn sóng mạnh mẽ, lan truyền vào từng bộ. Các bộ đã tập trung rà soát, trình phương án và đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh. Bộ nào cũng có phương án cắt giảm hàng chục phần trăm số lượng điều kiện kinh doanh của ngành. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, tuy đây mới chỉ là phương án đề xuất, nhưng cũng đáng ghi nhận về nỗ lực của các bộ. Tuy nhiên, cũng cần phải kiểm soát tốt về chất lượng điều kiện kinh doanh cắt giảm, vì có những bộ đề xuất cắt giảm 40%, nhưng các chuyên gia khẳng định có thể cắt đến 60%. Và câu chuyện cắt giảm như thế nào, chất lượng hay số lượng cũng đang là bài toán khó đặt ra. Nội dung trên sẽ được làm rõ hơn trong chương trình Luật sư Doanh nghiệp tuần này với chủ đề Điều kiện kinh doanh, cắt giảm phải thực chất. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, câu chuyện cắt giảm điều kiện kinh doanh đang nóng hơn bao giờ hết. Và cắt như thế nào và nên cắt những gì là điều mà cộng đồng doanh nghiệp rất quan tâm. Bởi trước động thái từ các bộ ngành trình phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh thì các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp khẳng định đã có những bài học cụ thể từ việc cắt giảm này. Kính mời quý vị đến với phóng sự ghi nhận sau đây. Trong tuần qua, Bộ Công Thương thông báo tiếp tục cắt 54 thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh còn lại từ đợt cắt giảm lịch sử hơn 55,5% vào tháng 9 năm 2017. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định phê duyệt phương án cắt giảm một loạt các thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh của Bộ Công Thương năm 2018 với trên 10 lĩnh vực như năng lượng, điện, quản lý cạnh tranh, tiêu chuẩn đo lường, xúc tiến thương mại, an toàn thực phẩm và xuất nhập khẩu. Đây là lần cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh đầu tiên trong năm 2018 và là lần thứ 3 của ngành. Tuy nhiên, trở lại với việc cắt giảm điều kiện kinh doanh lịch sử hồi tháng 9 năm 2017. Và nếu soi kỹ 675 điều kiện cắt giảm thì sẽ thấy có nhiều bất ngờ. Còn giữ, chỉ có điều là trong cái văn bản đó họ không liệt kê nó ra nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là nó cắt đi. Mà nó vẫn họ vẫn tham chiếu các cái điều khoản mà đã được quy định tại những cái văn bản liên quan khác. Đấy, thì đấy là cái cách tích đích để họ làm cái điều kiện kinh doanh này. Có thể lấy những ví dụ cụ thể như sau. Trong số 675 điều kiện kinh doanh cắt giảm, thì có tới 215 điều kiện thuộc lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Công Thương. Để cắt giảm 215 điều kiện, Bộ Công Thương đã sử dụng cách sáp nhập nhiều điều kiện với nhau thành một điều kiện. Ví dụ, ở điều 26, điều kiện đối với cơ sở sản xuất, địa điểm môi trường, A, có đủ diện tích để bố trí khu vực sản xuất thực phẩm, các khu vực phụ trợ và thuận tiện cho hoạt động sản xuất, bảo quản và vận chuyển thực phẩm. B. Khu vực sản xuất, bảo quản thực phẩm không bị ngập nước, đọng nước. C. Không bị ảnh hưởng bởi động vật, côn trùng, vi sinh vật gây hại. D. Không bị ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm từ các khu vực ô nhiễm bụi, hóa chất độc hại và các nguồn gây ô nhiễm khác. Bộ Công Thương đã cắt giảm bằng cách đưa điểm C, D vào điểm B để hợp thành một điều kiện là khu vực sản xuất, bảo quản thực phẩm không bị ngập nước, đọng nước, không bị ảnh hưởng bởi động vật, côn trùng, vi sinh vật gây hại, không bị ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm từ các khu vực ô nhiễm, hóa chất độc hại và các nguồn gây ô nhiễm khác. Tương tự, phần điều kiện về thiết bị, dụng cụ sản xuất, thực phẩm có 5 điều kiện con. Bộ Công Thương muốn giảm bằng cách sáp nhập 3 điều kiện lại với nhau. Như vậy, còn 2 điều kiện, trong khi thực tế 5 điều kiện ấy không hề mất đi. Có rất nhiều điều kiện được cắt giảm bằng cách sáp nhập các điều kiện như trên. Chẳng hạn, quy định về hệ thống thông gió, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cung cấp nước, hệ thống xử lý chất thải, rác thải, điều kiện đối với bảo quản thực phẩm trong sản xuất thực phẩm, điều kiện đối với cơ sở kinh doanh, v.v. Ngoài ra, những điều kiện bao gồm 5 hay 6 gạch đầu dòng thì được gộp lại chỉ còn 1 gạch đầu dòng. Nhờ đó, số điều kiện kinh doanh được tính là đã cắt giảm. Phần được tính toán cắt giảm nhiều nhất liên quan đến các điều kiện riêng với dầu thực vật, bia, sữa, chỉ giữ lại ở những quy định đặc thù của từng ngành. Nhưng thực tế, phần lớn điều kiện với dầu thực vật, bia, sữa đã được quy định tại điều kiện chung đảm bảo an toàn thực phẩm với cơ sở sản xuất thực phẩm.
Cho nên, dù có cắt giảm điều kiện kinh doanh ở mục riêng, thì doanh nghiệp vẫn phải thực hiện những quy định chung để đảm bảo an toàn thực phẩm. Ngoài ra, còn có những điều kiện được cắt giảm nhưng không có tác dụng gì với doanh nghiệp. Ví dụ như điều kiện đối với thiết lập website thương mại điện tử bán hàng tại Nghị định số 52 năm 2013. Bộ Công Thương quyết cắt 8 trên 21 điều kiện kinh doanh. Theo đó, Bộ Công Thương đã cắt bỏ những điều kiện mà hiển nhiên doanh nghiệp phải có, không cần quy định trong văn bản pháp luật. Chẳng hạn yêu cầu có website và tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy định về quản lý thông tin trên Internet. Rồi phải cấu trúc, tính năng và các mục thông tin chủ yếu trên website cung cấp dịch vụ. Rõ ràng những quy định này không cần phải cắt thì doanh nghiệp vẫn phải thực hiện vì làm thương mại điện tử mà không có tên miền thì không thể hoạt động được. Đó chỉ là một vài ví dụ trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh của Bộ Công Thương. Và các chuyên gia về chính sách công cũng cho biết đã nhận được nhiều điểm đáng băn khoăn liên quan đến số lượng điều kiện kinh doanh mà Bộ Công Thương tuyên bố cắt giảm. Rõ ràng, câu chuyện từ Bộ Công Thương đang là bài học nhãn tiền để các bộ ngành khác và chính phủ nhìn vào để có được một công cuộc cắt giảm điều kiện kinh doanh đúng nghĩa là cắt bỏ, chứ không phải cắt mà như chưa cắt. Các chuyên gia khẳng định, cắt giảm điều kiện kinh doanh ngoài số lượng thì quan trọng hơn cả là cần chú ý đến chất lượng. Việc cắt giảm phải đi vào thực chất, nghĩa là cắt giảm những điều kiện làm khó doanh nghiệp, chứ không nên chạy theo số lượng, trong khi những nút thắt chính yếu làm khó doanh nghiệp thì vẫn còn tồn tại. Thực tế đã cho thấy, tuyên bố cắt giảm từng ấy điều kiện kinh doanh, nhưng thực chất giảm được bao nhiêu giấy phép thì lại là chuyện khác. Có thể trước là một giấy phép, làm 10 động tác, thì giờ là 5 động tác, nhưng về cơ bản vẫn từng ấy giấy tờ. Như vậy thì việc cắt giảm không còn có nhiều ý nghĩa nữa. Cắt giảm là cần thiết, nhưng chưa phải là cái gốc của vấn đề, bởi kinh nghiệm cho thấy, thường thì cắt giảm được một giấy phép, thì lại có đến 10 giấy phép khác sẽ mọc ra. Vì vậy, giám sát việc ban hành văn bản đóng vai trò quan trọng không kém cắt giảm. Rõ ràng vấn đề đặt ra là làm sao vừa đạt được mục tiêu cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh của chính phủ, nhưng cũng phải đảm bảo những điều kiện kinh doanh được cắt bỏ ấy sẽ gỡ được những khó khăn mà doanh nghiệp đang vướng phải, và những điều kiện kinh doanh còn lại phải thật sự cần thiết để đảm bảo an toàn, an ninh cho xã hội. Cũng có rất nhiều những cái điều kiện kinh doanh, có rất nhiều những cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà trong cái danh mục 243 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo đánh giá sơ bộ của chúng tôi cũng còn rất nhiều những ngành nghề mà có thể tiếp tục bãi bỏ được. Đấy là việc thứ nhất. Như vậy rất nhiều cái ngành nghề khác có thể bãi bỏ được. Và như vậy cái danh mục đó nó sẽ phải ngắn hơn rất nhiều. Và có thể nó chỉ là hơn 100 hoặc là một nửa. Theo tôi là có thể đặt ra những cái mục tiêu như vậy. Cái tinh thần cải cách của cái luật doanh nghiệp ấy muốn là bỏ các cái điều kiện kinh doanh đi, và thứ hai là không có giấy phép con nữa, nhưng mà bây giờ cái thực trạng giấy phép con lại quay lại đấy, và chính phủ cũng đang rất là đau đầu trong cái việc là làm sao mà bãi bỏ được cái giấy phép con của các cái bộ ban ngành. Thì tôi nghĩ là nếu mà phải xây dựng chính phủ kiến tạo là phải triệt để giải quyết được cái vấn đề giấy phép con thì mới là đúng cái tinh thần của quy định của luật doanh nghiệp. Những cái điều kiện kinh doanh mà các doanh nghiệp họ đưa ra, thế thì những cái điều kiện kinh doanh này nó xuất hiện rất nhiều và nó cứ đã cắt ở chỗ này thì nó lại mọc ở chỗ khác, thì làm cho doanh nghiệp nó ở trong một cái ma trận thông tin và không biết, là đôi khi không biết rằng là mình đang bị sai chỗ nào và mình đúng ở chỗ nào, và đấy cũng là một cái mà cũng làm cho các doanh nghiệp tốn rất nhiều thời gian và công sức cũng như là tiền của. Chúng tôi đánh giá thì cái hạn chế trước mắt ấy, đó là cái lực lượng công chức viên chức mà đang thực thi liên quan vấn đề về cái thủ tục hành chính. Chúng ta số lượng thì tương đối là đông, nhưng chất lượng để cung cấp dịch vụ cho các cái doanh nghiệp làm các cái thủ tục hành chính chúng ta chưa đạt hiệu quả cao nhất. Về mặt chủ trương, về mặt nghị quyết thì chúng ta đưa ra hết sức là tốt và thiết thực, nhưng để thực hiện chủ trương đường lối đó đi xuống để phục vụ tối đa hóa các cái gì mà các nhu cầu mà các doanh nghiệp mong muốn thì chúng ta chưa được. Vấn đề thứ hai nữa chúng tôi đánh giá là hạn chế, đó là cái tầm nhìn của các chính sách của chúng ta, sự sống của các chính sách chúng ta tương đối là ngắn hạn, chưa có một chính sách dài hơi 5 năm, 10 năm để giúp cho các doanh nghiệp yên tâm trong vấn đề đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trong những cái đánh giá gần đây của chúng tôi sơ bộ thì chúng tôi cho rằng là cũng có rất nhiều các cái điều kiện kinh doanh mà hiện nay không cần thiết, hiện nay không hợp lý và hiện nay có thể nói là áp dụng những cái gánh nặng và những cái chi phí quá mức cần thiết cho doanh nghiệp, và thậm chí nó còn cản trở đến cái sự phát triển doanh nghiệp nói chung, cản trở đến cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ, và thậm chí nó cản trở cả cái sự sáng tạo của hoạt động kinh doanh. Thế thì rõ ràng là hai cái ưu tiên, cái danh mục này theo tôi là năm vừa rồi nó có cải cách, nhưng rõ ràng là còn có thể có rất nhiều cái cơ hội để chúng ta cải cách trong năm tới. Đó là tiếp tục già cái danh mục ngành nghề, bãi bỏ hẳn một cái ngành nghề không cần thiết, và điều quan trọng hơn là phải già đến các điều kiện kinh doanh cụ thể và tương ứng với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện để bãi bỏ những điều kiện không cần thiết, bãi bỏ những điều kiện không hợp lý và sửa đổi lại những cái điều kiện nó chưa thực hợp lý. Tự cơ quan nhà nước ban hành ra và chính cơ quan nhà nước thực hiện, cho nên cũng rất nhiều giới luật gia, luật sư rồi những lãnh đạo có trách nhiệm cũng đặt ra một cái vấn đề là có nên chăng là lập ra một một cơ quan trung gian, ví dụ như một tòa án hiến pháp để rà soát các văn bản pháp lý tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật. Thì tôi nghĩ rằng cũng nên thành lập một cái cơ quan như vậy để mà người ta rà soát xem là khi luật ra đời rồi thì có nghị định hướng dẫn, thì nghị định đó hướng dẫn có theo đúng cái khung sườn của luật hay không, rồi thông tư hướng dẫn nghị định xem cái thông tư đó có chính xác đối với nghị định và luật hay không, có cái gì nó mà không đúng thì chúng ta phải loại ra. Là trong quá trình đề xuất xây dựng các cái luật pháp lệnh hay kể cả các nghị định của chính phủ quy định về các điều kiện đầu tư kinh doanh cũng như là vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, thì Bộ Tư pháp cũng sẽ dưới góc là cơ quan, một là góp ý, hai là thẩm định, thì cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ cái việc là đưa các cái điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết hay những cái thủ tục hành chính không cần thiết trong việc là tham gia thẩm định khi mà thẩm định các dự án dự thảo văn bản hay cũng như trong quá trình góp ý chuẩn bị ý kiến của chính phủ đối với những cái văn bản không do chính phủ trình. Thì đấy là ý thứ nhất, và trong quá trình là kể cả trong quá trình là chính sách thì cũng phải có cái kiểm soát cái việc đánh giá tác động đối với thủ tục hành chính. Thì đấy là cái nội dung thứ nhất và tôi cũng nêu. Nội dung thứ hai thì khi mà đến giai đoạn soạn thảo thì căn cứ vào các chính sách đã được chính phủ thông qua, rồi là căn cứ vào các cái quy định của các văn bản cơ quan nhà nước cấp trên chẳng hạn, ví dụ luật để ban hành nghị định chẳng hạn, thì cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ cái việc là quy định các cái quy định về thủ tục hành chính, các cái quy định về điều kiện kinh doanh để làm sao đảm bảo phù hợp và tạo môi trường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đấy là cái thứ hai mà tôi muốn nói. Và cái thứ ba nữa là trong phạm vi thì của các bộ cũng như là của Bộ Tư pháp, thì sau khi các cái thủ tục hành chính được ban hành thì cũng đều thực hiện nghiêm cái việc là công bố công khai cái thủ tục hành chính để đảm bảo cho các cơ quan tổ chức cá nhân và công dân tiếp cận và trong việc thực hiện theo các cái quy định của pháp luật. Với cái việc mà chúng ta có nhiều bộ ngành đã tuyên bố cắt giảm trên các phương tiện truyền thông, nhưng mà hiện nay thì thực trạng vẫn chưa đúng cam kết, thì chúng tôi đã có nhiều các văn bản kiến nghị trực tiếp lên văn phòng chính phủ, trực tiếp lên tổ công tác từ cấp trung ương đến thành phố để làm sao cái việc mà cắt giảm nó sẽ đúng theo những cái cam kết, đúng theo lộ trình, và cái quan trọng nhất là nó sẽ không phát sinh ra những cái lợi ích nhóm giữa các vụ, giữa các bộ ngành, có nghĩa là thủ tục mà khi chúng ta đã vào một cửa thì chỉ có một bộ đấy để thụ lý các hồ sơ, và quan trọng nhất là các cái chi phí mà chính thức và chi phí không chính thức phải được cắt giảm bằng như các cái thủ tục mà chúng ta đã tuyên bố cắt giảm. Phần cuối của chương trình như thường lệ, mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, anh Nguyễn Anh Dũng ở Nam Định có gửi câu hỏi về chương trình và hỏi: nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam theo cách thức nào? Mời luật sư trả lời ạ. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Theo quy định tại khoản 2 điều 16 luật thương mại năm 2005, quy định về thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam thì sẽ tiến hành các hoạt động thương nhân nước ngoài theo 3 hình thức như sau. 1. Thành lập văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam. 2. Thành lập
công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và 3 là hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh. Cụ thể như sau, đối với hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, thì doanh nghiệp nước ngoài nói riêng hiện diện thương mại theo hợp đồng hợp tác kinh doanh sẽ không được thành lập tổ chức kinh tế. Căn cứ theo luật đầu tư năm 2014, hình thức hợp tác kinh doanh hay còn gọi là hợp đồng BCC là sự thỏa thuận giữa các nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, các bên sẽ cùng nhau kinh doanh, góp vốn, phân chia lợi nhuận và chịu rủi ro chung mà không được thành lập một pháp nhân mới. Điều này sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí và công sức cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, vì không thành lập nên một pháp nhân mới, nên lưu ý các bên khi ký kết hợp đồng BCC cần phải thỏa thuận chặt chẽ về việc quản lý dự án, lựa chọn con dấu, quyền đại diện tham gia ký kết hợp đồng và để tránh những cái tranh chấp phát sinh trong quá trình kinh doanh. Thứ hai, đó là hình thức thành lập các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Về việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì tùy từng cái ngành nghề kinh doanh mà pháp luật Việt Nam sẽ quy định việc nhà đầu tư nước ngoài được thành lập doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài hay là thành lập doanh nghiệp liên doanh với các pháp nhân và cá nhân ở trong nước. Hình thức thứ ba là hình thức thành lập văn phòng đại diện hoặc chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam. Sự khác nhau giữa hai cái hình thức văn phòng đại diện và chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam đó là văn phòng mà đại diện thì sẽ chỉ được thực hiện các cái hoạt động để nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Điều 16 của Nghị định 72/2006. Còn đối với chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thì họ sẽ được thực hiện các cái hoạt động sinh lợi trực tiếp, ví dụ như là ký kết các cái hợp đồng hợp tác kinh doanh. Về cái việc thành lập văn phòng đại diện hay là chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thì khi có đầy đủ các cái quy định của pháp luật thì sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam cấp cái giấy phép hoạt động cho văn phòng đại diện và chi nhánh nước ngoài. Cảm ơn luật sư ạ. Thưa luật sư, có anh Phạm Văn Minh ở Thái Hà, Hà Nội đặt câu hỏi. Thưa luật sư, công ty tôi đã thành lập và kinh doanh được một thời gian dài và giờ tôi muốn tăng vốn điều lệ của công ty để mở rộng quy mô kinh doanh. Vậy mong luật sư cho tôi biết công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì có những cách nào để tăng vốn điều lệ? Tôi xin cảm ơn. Xin mời luật sư trả lời ạ. Vâng. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Theo quy định tại khoản 2 điều 87 luật doanh nghiệp năm 2014 về cách thức tăng vốn điều lệ của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Với trường hợp của bạn, công ty của bạn có 2 cách sau đây để tăng vốn điều lệ. Cách thứ nhất là chủ sở hữu công ty tự mình đầu tư thêm vốn điều lệ. Cách thứ hai là chủ sở hữu công ty sẽ huy động thêm vốn góp của các cá nhân hoặc tổ chức khác. Nhưng xin lưu ý đối với bạn, trong trường hợp này thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cần tổ chức quản lý thay đổi cái mô hình hoạt động theo 2 loại hình. Một là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên hoặc là công ty cổ phần được quy định cụ thể tại khoản 3 điều 87 luật doanh nghiệp năm 2014. Cảm ơn luật sư. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và đừng quên chương trình luật sư doanh nghiệp sẽ được phát sóng vào khung giờ mới 21:15 thứ ba hàng tuần bắt đầu từ tháng 5 năm 2018. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.